đâu về đấy. À lỗi với anh. Cho anh lái thử xe này là không? Anh nhìn anh ngu ngu vậy, anh biết lái đâu. Mẹ mày khinh anh thế. Thì đúng thế gì nè. Ô xe này cao thì xe bao nhiêu tấn đấy em? 1 tấn. Cho anh lái thử. Anh ngu ngu biết lái đâu. Lái được mà. Lái được thì đâm vào cái ô tô là cùng thân. Nếu mà âm ô tô thì nếu mà anh âm ô tô thì mày chịu. Đây không được. Đây không được. Đúng không? Tôi em là chữ anh đi. Chẳng anh chịu. Xe của mày đúng không? Mày xe của anh đâu? Xe của anh mà anh đi. Hả? Mà anh đi. Anh đi nhưng mà xe của mày thì tại vì tụi anh đâu mà phải chịu đúng không, rồi thì anh chịu. Đúng không? Không vì thôi em không cho đi. Không cho đi á. Thì mày khôn thế tôi cho đi. Nhớ nhớ nhá. Đọc đâu rồi chịu nha. Đi khó không? Anh đi xe đi. Xe đi mày. Ôi lặng này ai lại rồi. Thôi để để. Lặng đâu, lặng đâu. Đây tắt
cho. Anh phải công nhận anh phục các chú đấy. Thôi để em lái rồi, anh ngồi sau đi, lái rồi chị. Anh ngồi sau á? Ờ, để em lái cho mà xem. Ôi. Nào ngồi lùi xuống. Đừng mua hiểm vào. Đừng mua hiểm vào. Ôi, bỏng vip quá. Đừng mua hiểm. Bây giờ lái đi đâu lên trên kia anh, à? Anh ngoài 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 đây à? Ngoài đây à? Anh ngoài mẹ cũng không nghiệp. Ngoài đây không? Ngoài đây không? Kia đi ra kia. Ngoài được không? Vậy là hôm nay tôi thử cảm giác đi xe bò bằng ô tô. Thật sự là lắng tôi quá. Tôi với cả Trung này lái thử nó rất là chậm. Đấy anh Lam à? Lắng lai em ạ. Lam, thằng cu Lam là lái chuyên nghiệp rồi, nó đi rất là nhanh mà. Cao thủ bốc đầu luôn. Xe này 1 tấn hàng nha anh em nhá, tròn 1 tấn hàng nhá, bằng một ô tô. Nhưng mà đây là chúng tôi chỉ thử thôi nhá. Anh em đừng bao giờ làm theo anh em chúng tôi, bởi vì thứ nhất là đây là vi phạm luật giao thông. Nhưng mà đây là vì cái cơ nghiệp, à quên, vì sự nghiệp, à không, không phải, vì công việc của làng tôi, thì cho nên là anh em đây bắt buộc phải làm thôi. Chứ còn làm này chở này là vi phạm luật giao thông anh em ạ. Anh em đừng bao giờ bắt chuyện anh em chúng tôi nhá. Và nếu anh em mà thấy video này hay, chúng tôi chỉ thử nhá, thử lái nhá. Hay thì anh em ấn đăng ký này, ấn chuông nhá. Đăng ký chia sẻ cho hội thao vlog nhá. Chào anh em nhá. Chào anh em nhá. Bye bye.